trường tiểu học Trần Quang Cơ. Cô rất vui được gặp lại các em trong tiết học ngày hôm nay. Trước khi vào tiết 2, cô mời các em nghe bài hát Bàn Tay Mẹ của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo nhé. Bàn tay mẹ bé chúng con, bàn tay mẹ chăm chúng con. Trong chủ điểm bố mẹ yêu thương, mình cũng đã được học bài tập đọc về cha mẹ, đó là bài Mẹ ở trang 50 sách tiếng Việt lớp 2 tập 1. Đây cũng chính là bài chính tả hôm nay chúng ta được viết. Các em mở sách ra nào. Nếu bạn nào chưa có sách, các em cùng nhìn lên màn hình đọc thầm theo cô nhé. Mẹ, lời ru có gió mùa thu, bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về. Những ngôi sao thức ngoài kia chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ rất tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Trần Quốc Minh. Nội dung bài cho em biết điều gì nào? Các em nêu rất chính xác. Nội dung bài cho em biết được nỗi vất vả và tình yêu của mẹ dành cho con. Trong bài này, các em chú ý các tiếng như là ngoài, chẳng và từ suốt đời. Đây là những tiếng các em thường viết hay nhầm. Để viết không nhầm tiếng ngoài, các em chú ý cho cô vần oai. Tiếng chẳng, các em chú ý cho cô vần ăn. Và từ suốt đời, các em chú ý cho cô chữ ép xì và vần út trong tiếng suốt. Các em ngừng màn hình, viết lại cho cô những tiếng hay nhầm vào bảng con hoặc vào giấy nháp nhé. Cô đố tất cả các em, trong bài có những tiếng, những từ nào được viết hoa nào? Cô có lời khen tất cả các bạn. Các bạn nêu đã rất là chính xác. Trong bài có tiếng lời, tiếng bàn, tiếng những, tiếng chẳng, tiếng đêm và tiếng mẹ được viết hoa. Đây là những tiếng đầu dòng thơ nên chúng ta viết hoa. Các em có nhận xét gì về những dòng thơ của bài? Ồ, thật tuyệt vời, cô có lời khen đến tất cả các bạn. Các bạn nêu rất là chính xác. Đó là dòng đầu tiên của bài gồm 6 tiếng. Dòng tiếp theo của bài gồm 8 tiếng. Đây là bài thơ được trình bày theo thể thơ lục bát. Giờ chúng ta cùng rèn tư thế ngồi để viết cho đẹp nào. Tay phải các em cầm bút, tay trái các em đặt trên vở, lưng thẳng, không thì ngực vào bàn, đầu hơi cúi. Khoảng cách từ mặt đến vở khoảng 25-30 cm. Các em ngồi đẹp chưa? Cô tin các em đã ngồi rất là đẹp rồi đấy. Để trình bày bài viết chính tả cho đẹp, các em nhìn lên màn hình chú ý nghe cô hướng dẫn nhé. Từ lề vở, các em lùi vào 6 ô, viết chữ chính tả. Dòng tiếp theo, các em lùi vào 7 ô, viết tên đầu bài. Những dòng có 6 tiếng, các em lùi vào 2 ô để viết. Và những dòng 8 tiếng, các em lùi vào 1 ô để viết. Cuối mỗi câu thơ, các em đặt dấu chấm câu cho cô. Các em nhớ là rèn chữ cho thật đẹp nhé. Cô không yêu cầu các em viết những chữ viết hoa chưa học. Nhưng bạn nào mà viết được
thì rất là đẹp đấy. Để viết đúng, viết đẹp bài chính tả nhìn viết, các em chú ý nhìn kỹ từng dòng thơ, từng chữ của bài để viết cho đúng. Các em nhìn lên màn hình. Từ lề, các em đếm vào 6 ô, viết cho cô chữ chính tả. Dòng tiếp theo, các em lùi vào 7 ô, viết cho cô tên đầu bài, mẹ. Những dòng thơ 6 tiếng, các em lùi vào 2 ô. Những dòng thơ 8 tiếng, các em lùi vào 1 ô để viết cho đẹp. Các em nhìn lên và nghe cô đọc. Lời ru có gió mùa thu, chúng ta viết. Lời ru có gió mùa thu. Các em nhìn lên và nghe cô đọc tiếp. Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về. Các em viết tiếp cho cô. Bàn tay mẹ quạt. Mẹ đưa gió về chấm. Các em nhìn tiếp lên nào. Nghe nhé. Những ngôi sao thức ngoài kia. Chúng ta viết tiếp. Những ngôi sao thức ngoài kia. Các em nhìn lên và nghe cô đọc tiếp nào. Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Các em viết tiếp nha. Chẳng bằng mẹ đã. Thức vì chúng con chấm. Các em nhìn lên nghe cô đọc tiếp. Đêm nay con ngủ giấc tròn. Các em viết cho cô nào. Đêm nay con ngủ giấc tròn. Các em nhìn lên nghe cô đọc dòng thơ cuối. Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Viết tiếp nha. Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Chấm. Các em nhìn lên và nghe cô đọc tên tác giả, Trần Quốc Minh. Ở phần viết tên tác giả, các em lùi vào 9 hoặc 10 ô, chúng ta viết Trần Quốc Minh. Các em cầm bút chì lên, nghe cô đọc lại bài để soát lỗi. Tiếng nào sai, các em gạch chân bằng bút chì. Các em nghe cô đọc và dò nhé. Mẹ. Lời ru có gió mùa thu. Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về. Chấm. Những ngôi sao thức ngoài kia. Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Chấm. Đêm nay con ngủ giấc tròn. Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Chấm. Trần Quốc Minh. Các em tự nhận xét bài của mình đúng chính tả, sạch đẹp. Các em đánh giá mình hoàn thành tốt. Còn bài nào sai từ 1 đến 4 lỗi mà sạch sẽ, chữ chưa đẹp lắm thì các em đánh giá mình hoàn thành loại khá nhé. Còn bạn nào sai nhiều lỗi và chưa sạch sẽ thì mình chưa hoàn thành, về nhà rèn lại cho cô. Các em nhờ ba mẹ hay là người thân đánh giá lại bài của mình để xem là mình đánh giá bài của mình đúng chưa cho cô nhé. Và cô tin là các em sẽ hoàn thành bài của mình thật là tốt, chữ các em thật là đẹp. Và đặc biệt là nhiều bạn biết viết hoa những chữ viết hoa trong bài. Cô có lời khen tất cả các em. Để nắm vững quy tắc dùng con chữ K, các em cùng cô thực hiện phần B của bài. Ta đọc yêu cầu. Tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ C hoặc chữ K. Trong bài chính tả, ngoài bài chính tả, các em sẽ dừng màn hình để tìm những từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ C hoặc chữ K trong bài chính tả cho cô. Bạn nào đã nêu được nào? Rồi, con tìm được từ có. Con
của kia. Cô cảm ơn con. Cô tin là các bạn đã tìm chính xác những từ ngữ chưa tiếng bắt đầu bằng con chữ C và con chữ K giống như bạn. Đó là có, con, của, kia. Các bạn dừng màn hình và tìm tiếp cho cô những từ ngữ chưa tiếng bắt đầu bằng con chữ C hoặc con chữ K ở ngoài bài chính tả. Bạn nào tìm được rồi? Cô mời con. Đúng rồi. Cũng. Cô. Cô mời tiếp nào con. Cơm, cá, cưng, chính xác. Cô mời tiếp nào con. Kẻ, kể. Cô mời tiếp nào bạn. Kỹ sư, kỷ luật. Cô cảm ơn tất cả các em đã tìm được tất cả những từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ C hoặc chữ K ở ngoài bài chính tả vừa nhanh vừa chính xác. Thì con cho cô biết nào, vì sao mà con tìm được nhanh như vậy nào? Đúng rồi, con nêu rất là chính xác. Đó là viết với con chữ I, E, E, ta viết với con chữ K. Còn lại là viết với con chữ C. Cô có lời khen đến tất cả các em vì các em đã tìm chính xác những từ tiếng chứa bắt đầu bằng chữ C và chữ K, bởi vì các em đã nắm chắc được quy tắc dùng con chữ K. Chúng ta cùng thực hiện tiếp bài C nhé. Các em đọc yêu cầu nào. Chọn chữ hoặc vần thích hợp với mỗi bông hoa, chữ D hoặc chữ V. Chỉ bông hoa dẫn, bông hoa ấy tay, bông hoa ổ dành. Các em dừng màn hình để thực hiện bài nào. Các em cùng tham gia trò chơi chú ong chăm chỉ để sửa bài nhé. Chú ong chăm chỉ bay đến bông hoa để hút mật. Chú sẽ tặng mỗi bông hoa một con chữ D hay một con chữ V để giúp mình tìm được chữ phù hợp cho mỗi từ ở mỗi bông hoa. Theo các em, chú bay đến bông hoa thứ nhất sẽ tặng bông hoa thứ nhất con chữ gì nào? Nó tặng bông hoa thứ nhất con chữ D và ta tìm được từ chỉ dẫn. Còn chú bay đến bông hoa thứ hai sẽ tặng bông hoa thứ hai con chữ gì? Đúng rồi, các em nói rất đúng. Con ong chăm chỉ đã tặng bông hoa thứ hai một con chữ V và ta đã tìm được từ vẫy tay. Thế còn bông hoa thứ ba, chú ong sẽ tặng bông hoa con chữ D, chính xác rồi. Các em nêu rất chính xác và chúng ta đã tìm được từ dỗ dành. Vậy là chú ong đã tặng những chữ phù hợp cho mỗi từ. Và chúng ta biết đấy, con chữ D và con chữ V, người miền Nam chúng ta phát âm hay nhầm lẫn với nhau. Nên khi đọc cũng như là khi viết, các em cần căn cứ vào nghĩa của từ để sử dụng cho đúng nhé. Qua bài học ngày hôm nay, các em đều biết cha mẹ vất vả nuôi chúng ta khôn lớn, chăm sóc và dạy bảo chúng ta nên người. Các em cố gắng học tập yêu thương cha mẹ nhiều hơn, đặc biệt khi đang cùng nhau ở nhà chống dịch. Các em cố gắng phụ giúp cha mẹ việc nhà để mẹ đỡ vất vả nhé. Bạn nào còn mắc lỗi chính tả, cố gắng rèn cho đẹp. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.